Hello các bạn. Hello nha. Bạn nha. À, các bạn ơi, hôm qua anh em mình có đi săn bắt được con mớ cá các bạn, mà anh em mình quay không có được. Thì bữa nay anh em mình quyết định làm một nồi cháo để đãi các bạn nha các bạn. Cháo cá lóc. Cháo cá lóc lươn, lươn đồng nha các bạn. Đồng nha. Này là lươn bông nè, bạn thấy bông bông không? Thì lươn đồng hay lươn hồ? Thì hôm qua thì anh em mình đi bắt không có cam ở nhà nha các bạn. Cam đi công việc nên không, anh em mình không có quay lại cái quá trình để anh em mình săn bắt nha các bạn. Thì bữa nay anh em mình chỉ que phe được cái thành quả là bắt được bao nhiêu cá với bao nhiêu lươn thôi nha các bạn. Thì bắt được một cái mớ cá thì anh em mình cũng không biết định làm món gì nữa. Thì anh em mình nấu nồi cháo các bạn, ăn giữa mùa đông nè nè. Trời ơi cho nó lạnh bạn, áo ấm bạn. Trời ơi. Các bạn lạnh. Thấy mình bận hai áo là các bạn biết đông chỗ nào rồi. Rồi đông dữ chưa? Đông. Quay rồi kia nở đông dữ chưa? Nắng thì bể luôn. Thì các bạn ơi, anh em mình tay chỉ đơn giản thôi bạn ơi, cháo núng nha các bạn. Cá lóc với lươn đồng nha. Mình sẽ ăn với giá và cải trời nha. Quá xịn sò bạn ơi. Ủa, tại sao mà người ta được gọi là cải trời? Mọc kịch mùa. Gao gao găm ở lại cải trời chịu đời đắng cay. Cải trời là như là mùa nắng nó mới mọc đúng không? Đúng rồi, tất cả các loại cây khác thì mùa mưa nó tốt. Đúng rồi. Còn cải trời thì mùa nắng nó tốt. Mới tốt. Cải trời là cái bằng nghịch thiên á. Ăn cháo mình phải khiến ăn hỏi này nè. Cải trời. Quá xá bạc ơi. Này có ấy nữa nè, ngò nè. Không này không phải này biết gì mới xuống đâu. Gì? Ngò gí á. Ngò gí đúng rồi. Đúng rồi. Sớm mình thấy cái gì cái cô kia bán không chạy xuống giật bịch bột ngò gí. Giá nữa. Cho anh miếng giá là danh đệ. Trời ơi, này sớm không quên mua miếng quyết dịch bỏ vô trời. Đúng rồi. Hồi sáng quên thiệt chứ. Sáng anh em mình lu bu đi chợ các bạn. Rồi. Đàn ông mà đi chợ. Ủa, rồi sao có mấy dịch đó không? Mình không cắt lấy quyết thôi thả lại. Đâu. Bật dịch luôn các bạn. Mình làm một chén vậy xong mình chan nước mắm mình ăn thôi nha. Thôi vậy là giống như ăn tiết canh vậy thôi. Tiết canh đi rồi. Cháo chỉ là để trưng bày thôi. Các bạn ơi, nói chứ là muốn ăn cháo ăn mà ai. Hoài anh em mình đi chợ đâu có như là phụ nữ đâu, anh em mình núm nè. Vàng vô vàng vàng. Vô quên đầu quên đuôi hoài à. Cháo ăn gì là ngon nhất. Vừa giá mà nó vừa sắc xuống là lụm. Giống như mùi tiết canh của anh hai. Giống tiết canh quá ha. Vô hộm là cho kiếm dịch tháng qua. Nè Vinh. Thử đi. Anh chưa có bỏ ra mà. Rồi. Trộn lên một cái nữa nhức nách. Đó. Hôm qua mà phải mình nó không có bậy bợ là mình bắt được nữa rồi đó. Hôm qua không có được là bắt nữa rồi. Mình ăn cái hồn ta mà. Mình làm một góc cái góc hành nha các bạn. Đúng rồi, không ăn góc hành ạ. Rồi thì mình mời các bạn ăn cháo với anh em mình nghe. Thì mình không ăn thay mà được. Hồi nãy hơi lố. Mặn chát luôn. Không, miếng nằm này phải có ớt mới ngon. Cháo. Ủa? Tính ăn cháo không là gì rồi cái dĩa đó để bỏ không hả anh em? Có. Từ từ. Tại này nó nhan hơi. Ê cái này nguội chưa mình bỏ vô cho nó nóng ra. Ừ. Nguội hết rồi. Bỏ vô cho nóng đi. Chung lại. Đúng rồi. Cho nóng đi hồi ăn. Đúng rồi. Để sao? Gấp nó bỏ vô luôn nha. Mời bạn cao. Đồng bạn ơi. Cho bạn. Ê cái nó không có nóng bằng cái này đâu. Nó tràn. Tràn luôn á. Mời các bạn ăn cháo với anh em mình nha các bạn. Cháo quá hấp dẫn các bạn ơi. Ăn cái lóc đồng này ăn ngon lắm bạn. Để anh giảng miếng anh mời các bạn coi. Đâu vậy? Ai biết Dũng mà cái chụp cuộc hết trơn rồi. Dũng mặn á. Con gà nó. Con gà này hết trơn rồi. Mời các bạn ăn cá với cháo cá lóc với anh em mình nha. Bởi nay anh giận anh đâu ăn cháo. Là miếng thịt bỏ được bạn, cá lóc đầu mà mất tim cái một nồi tạng nó rồi luôn rồi. Bạn Dũng mình nãy khẩu phần là mần cá đó. À mấy mấy gà giật hết rồi. Bị mấy gà nó giật cái bộ lòng rồi. Con gà bự hay gà nhỏ? Gà bự hay gà nhỏ? Nào? Đi con gà đó chưa? Bây giờ để anh mổ bao tử con gà đó ra anh lấy lại cái bộ lòng cá mới được. Cũng được nữa. Được á, mổ rồi. Hai bộ luôn hả? Không thằng Dũng nó lấy riêng ra, nó lấy riêng ra hai gì nó bị mổ á. Ăn luôn đi anh em. Đắp ra đường không? Mà xa anh em ơi. Ngọt. Giao cái trời nữa. Trời ơi con gì đây? Sáng sớm mới dậy quốc trời. Trời ơi. Ngắn. Một con.
con sao luôn mà bắt hồi bắt chín được hai anh thắng. Ừ, rồi nói chung là cũng nhờ cái anh kia kìa đập đúng hay vậy, đập trúng rồi nó phóng lên bờ á, rồi ba bốn anh em nhào lấy gom nè hốt nó quăng lên bờ mới kịp, mới chúng ta lùi mất tiêu rồi. Dân miền Tây mà lặn xuống bắt luôn. Trời ơi. Tắc hồ cạn rồi, hên quá tắc hồ cạn bắt mới dính á. Cái gà gà gặp cái trời này mình nhúng vô nồi cháo đi các bạn ơi. Nhúng vô dịu là gấp ra liền á. Nhúng dịu dịu là gấp nó ra liền. Chứ được ăn sống được mà. Đúng rồi. Nhưng mà mình nhúng cho nó không phải trời sống nó ngon. Nóng quá anh em ơi, nãy quên nữa. Cái gì đấy? Cục máu á. Cung dữ vậy. Ấy da. Tính gặp hết rồi đó. Hello. Thôi kỳ quá. Mình ăn không phải chừa vậy. Vô bạn ơi. Dài dữ hả? Thì con luôn nó chiều dài nó nhiêu thì cái ruột nó nhiêu chứ. Không. Luôn bạn mặn của bạn mà cắt hết máu là thua nha bạn. Cắt cái ruột không nội ơi. Dạ anh Thang. Thôi ăn đi. Dạ. Nè. Thằng Thang. Hướng. Thằng Thang hết lớn rồi. Thôi. Ghê. Thằng Thang đáp dính luôn Thắng. Trời ơi. Sát thủ quá. Sát thủ anh quán nguyện đi vườn á. Con mà làm khúc lương ba ơi. Cái con chuột mà từ trên cây dừa mà phóng xuống là ảnh bay lên chụp trên không luôn chứ chứ đây chứ đâu có cần mà rớt con chuột xuống đây dày ăn sướng lặn lậu vậy nè, chuột phóng bụi lá là bay theo luôn không. Mời các bạn nha, làm cái hết luôn nha các bạn, cái miếng ớt nè. Sao giống miếng gà mà cái bữa nay trời lạnh mình ăn cháo lâu lâu á cho nó ấm rồi. Thiếu nè. Này thiếu vitamin ấy thằng ơi. Vitamin gạo à. Thôi đi. Cái đó mình bỏ qua bên đi. Vitamin gạo hả? Ngọt quá trời. Thử nhanh đây. Ấy, rồi cái con cua biển nó hôm qua đâu? Ừ. Gì? Con cua biển đâu? Con cua qua bắt sao anh đưa Dũng xách lên sao đâu? Đã rồi. Hả? Rồi, vậy là có thằng bỏ túi đem về ăn luộc ăn một mình rồi. Ba cứ con cua bự chứ lớn vậy nè. Vậy là ba cứ có một cứ ăn rồi. Hôm qua tụi mình ăn có tôm không chứ cua đâu có đâu. Thì đó. Bạn qua nay mình có bắt được con cua nha các bạn. Ai tính ra nãy giờ mình sai sai gì ta? Dạ. Sao cái dĩa chanh lên xong cái chanh nó bấm không à? Chanh nè. Có mà. Nãy giờ thấy anh thắng chanh có nạn mà. Chanh sai á. Lên lửa anh thắng. Xong rồi. Quá trời đâu có hôi các bạn ơi. Ngon. Sương bạn ơi. Làm miếng này coi. Cấp hành nè. Có cái đầu anh thắng. Ừ. Anh đâu. Cái gì nói đi camera chim ru à cho người khán giả đây nói sẽ chở nó chảy em lưng ngậm cái miệng lại để thì anh em ăn thì camera phải nói với giao lưu luôn ha. Đúng chứ để anh em ăn chứ mới nói với các bạn nghe rồi. Đây bạn nào thấy cái cục gì cục máu nó không, cái này mới ngon nha, tinh tí trong đây không mà vô bạn. Gì bạn rồi tát không đủ chuyện. Trong khi ngày Tết mà ăn nồi cháo nữa rồi, đẹp luôn. Mời các bạn. Chào luôn không sao? Ừ, không sao. Làm đâu có lóc ạ. Kìa. Đúng rồi hả? Gì? Rồi gà quay, rồi gà vô, bỏ rũa. Đùa để làm trắng mới á. Các bạn ơi, chào phải dân chuyên nghiệp rồi. Dân chuyên nghiệp ăn không bao giờ. Hết trắng cháo này anh em mình cũng tạm biệt các bạn nha các bạn. Thì mùa đông sắp tới thì các bạn nhớ đi ra đường bật áo ấm thêm nha các bạn. Để bệnh thì để mình thoát cái tài sản trong gia đình nữa chứ không có gì nha các bạn. Vậy.
chứ lạnh như lắm rồi đó. Giờ ở đây còn 30 độ á. Mình ăn thắng đạo lý chứ đó. Không, cái đó là ví dụ các bạn theo dõi mình thì mình khuyên các bạn thôi. Ăn cái đó là thương. Mình ăn mình ghét cái mà. Thương mới kêu các bạn chuyển khoản đồ. Cho mình xài Tết ha. Ừ. Không có YouTube chuyển khoản cho mình rồi. À, xuống quá. Sức mồ hôi rồi đó. May mà trời này ai cảm cảm hút chén cháo này tỉnh lại liền hắn danh. Này giới thiệu hết chén mới gần hả? Ừ. Cái chén Dũng biết cái chừng nào hết. Không hết chén, vừa hết chén rồi vừa hết mọi luôn á. Vừa hết vừa cá, vừa hết, ừ. Cá luôn ha. Ừ. Cũng xài nữa. Canh hay lắm. Vô các bạn ơi. Cá lóc tộng các bạn. Mời các bạn ăn cháo với anh em mình. Ừ. Mấy con lươn bự bự nè, các bạn nên nấu cháo nguyên con nha. Nó ngon hơn là hả mình xới thịt ra. Bỏ vô nấu luôn nó ngọt lắm. Thịt là chỉ dành cho em bé thôi. Mình em bé bự là ăn khác. Rồi sao đã ai? Ăn mà món giật đó. Đang thăm mệt mà sao camera thở dữ vậy? Đang người ta nóng là mệt chết rồi. Camera cầm cam nặng. Nặng hơn. Ê, bữa nào anh em mình đi bắt cá lóc kiến bữa thì ta. Nữa hả? Ừ, hôm nay anh cũng thèm rồi đó. Hang lạnh nè, nó rút hang. Nó rút luôn hang. Nào đi xuống em. Đúng rồi. Không bắt cá rô đi. Mời đi ha. Bắt cá rô đi. Rô bự không à. Biết điểm, anh biết được điểm cá rô bự không? Ở chợ ha. Biết. Cái đó mình nướng, cái đó mình nướng lá dừa ăn được á chú. Ừ. Rô bự mà. Đã. Unu. Được. Cá rô bự chỉ có ngoài chợ thôi. Cái rô nó đủ mồi nữa. Mày không? Vô mày không hút mà. Ừ. Cái rô đủ mồi luôn. Thôi mình hết chén cháo rồi thôi. Thôi mình cũng hết chén cháo rồi các bạn ơi. Ừ. Thôi nói chơi với các bạn ơi. Thì anh em mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi anh em mình những năm qua các bạn. Thì nếu mà các bạn thương anh em mình thì bình luận chia sẻ vô cho anh em mình có cái động lực để anh em mình làm những video tiếp theo các bạn. Anh em mình chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Câu chuyển khoản đâu nó dạy rồi mà thiếu câu chuyển khoản.